cải này là cải rổ hôm bữa nay là hai má con mình trồng á, nay được 40 ngày rồi, giờ ăn được rồi. Thu hoạch vô hai má con mình sẽ làm cái món là cải rổ xào với thịt bò, nhưng mà mình muốn ăn thêm mì thành ra mình sẽ xào chung với mì luôn. Cải rửa xong rồi, giờ để đợi nước nó sôi rồi mình trụng á, tắm sắt ra thịt bò ra. Nay làm ăn chứ không nhậu nữa nha. Thua rồi. Cải này mình trồng á, cái làm như thấy lúc mà mình lật ra thấy nó giòn giòn không á? Ừ. Giòn hơn là mình mua ở chợ. Cái cải thìa nó lớn rồi làm món gì nữa đây? Cải đó nó làm được nhiều món lắm. Nó rải hạt giống mà hay là 3 ngày bắt đầu nó nứt mầm rồi đó. Có mưa xuống là nó mau lớn. Ướp củ hành tỏi với gừng hả má? Ừ. Gừng con sắc sợi ha. Sắc sợi. Cái này hồi xưa trên nhà bà ngoại trồng á, thường thường trồng ngay chỗ mấy cái giọt nước mưa á, nước mái nhà mình á, hỏi thứ. Cái này mình cắt mình ăn rồi nó còn đâm tược nó lên nữa mà con tưởng đâu là cắt mình ăn rồi là bỏ luôn. Nó nhảy thì mấy cái bẹ, bởi lúc mà má cắt nó chừa khúc ở dưới với mấy cái lá đó, con nói ủa sao không cắt sát. Vậy con để gừng vô thịt luôn hả? Ờ, để vô luôn đi. Dạ, để gừng vô thịt luôn. Thằng ô để mình nấu canh cá thác lát nha. Này, củ hành mình sắc xong để vô luôn. Thịt bò cắt theo cái xới xuôi này ha, mình cắt ngang lại sao nó không bị dai. Cái đó con có biết. Ừ. Bị lần là biết liền hả? Ừ, bị rồi. Bị lần là biết liền. Tại vì cũng quên nhìn đó. Ừ. Cái sắt cái xới xuôi tự ăn nó dai nhất. Có thất bại mới có thành công. Nhậu lần đầu thua lần sau thắng á. Mình không có ướp muối, mình xào rồi cái mình thử mình thấy nó hơi lạc thì mình thêm muối sau. Cái ướp muối một lượt á, thịt bò nó cứng. Cái này mình tận dụng. Ừ. Ăn từ lá cho tới cây luôn. Mình lấy cái dao bào mình bào được mà. Mình trồng mình bỏ công sức ra cái mình thấy ổn. Bỏ thì ủ. Tận dụng. Cái cọng này là cải rổ á, giờ mình để vô mình trần sơ qua nước sôi, xong rồi mình sẽ vớt ra để vô thau nước đá để giữ cái màu xanh của cải. Cải cũng vớt ra rồi ngâm vô nước đá đó, rồi tắm vớt ra liền để cho nó ráo chút xíu mình xào. Cà rốt này mình cũng trần sơ qua nước sôi luôn. Ớt này không có trần, ớt này thì chút nữa mình xào luôn chứ không có chờ. Cuối cùng mà mình trụng lá.
Lá cải này nó dày hết, mình trụng nó không có xẹp như cái cải ngọt. Giờ mình nêm cái nồi nước, rồi để dắt mì vô mình luộc cho nó thấm gia vị. Khi mình xào nó sẽ ngon hơn. Rồi để mì vô. Sau 40 ngày mình trồng cây cải, bây giờ là mình được một món cải xào với cải rổ xào á má. Ừ, cải rổ xào. Giờ má con mình xào mì xong rồi, giờ mời cả nhà cùng ăn. Chiều nay mình ăn mì, khỏi ăn cơm. Rồi mời cả nhà cùng ăn với hai má con Tám nha. Rồi, ăn rút để chạy mưa tới. Chạy mưa tới. Cái này mình xào mì Ý cũng ngon nữa. Chiếm cái cọng cải nè, cỡ giòn ha. Cái tiêu hồi nãy đập dập á, giờ nó dính lên miếng thịt bò đó, mình để thịt bò cho nó dính luôn. Trước khi mình để rau củ vô, mình để tiêu vô cái nó thấm vô thịt bò. Ô, mưa tới. Thịt bò mềm ngon mắt. Mềm. Mềm do người sắc á. Khi má xào gần chín để muối vô cái nó không bị cứng à. Nếu mình ướp muối vô là cứng á. Lúc nãy mình trụng á má. Mình trụng xong rồi mình để vô nước đá liền á, nó gặp lạnh á. Thành ra cái cọng cải nó giòn ăn nó ngon lắm. Nếu mình để sống mình xào á thì nó xuống màu, nó không có xanh mà nó bị dai nữa. Dạ. Mình trụng rồi dễ dễ ăn nó giòn. Cắn cái cọng rau mà giòn rụm rụm luôn á. Sao mình nghe rụm rụm gì? Tại cái cọng rau nó giòn. Nước chấm này á là nước chấm chua ngọt. Thành ra mình chấm ngập như vậy nhưng mà ăn nó ngon, nó không có ngán. Cải giòn ăn rụm rụm luôn. À,
hai má con mình chào cả nhà, tại vì giông gió mưa tới quá thành ra mình ăn mà nói sợ đây ăn kịp rồi. Hẹn gặp lại cả nhà những video kế tiếp nha. Cả nhà nhớ xem và bấm like ủng hộ cho hai má con Tám nha. Chào chào cả nhà.